Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay là tiếp tục đến shop của anh Minh để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một cái lô mai đế đẹp, dáng đẹp, tai cành đẹp. Giá đây quý vị. Đó, 2 cây 200, 2 cây 22 không à. Giá cũng đẹp luôn ha. Em chào anh. Rồi em Minh, mến chào cô chú anh chị, chào anh Tấn. Thì hôm nay em lại tiếp tục lên giao lưu cô chú anh chị một cái lô mai như hôm bữa anh chị, mà hôm nay thì giá nó đặc biệt là siêu hời luôn nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị mình tranh thủ mình chốt ha. Cây bên em thì nó rất là đẹp anh chị, đẹp mà giá rất là yêu thương ha. Rồi em mời cô chú tìm vào xem clip của anh chị mình đây. Bắt đầu clip hôm nay thì em lên mã số 1 ha. Rồi mã số 1 đây quý vị. Anh mình kéo xe qua này giúp. Đó. Cái mã số 1 của em thì bộ đế rất đẹp ha. Quanh 15, giá 170.000 của chú anh chị mình đây. Nó cứ ngắt. Tay cành cũng ok. Tay cành ok, đế ok luôn. Đế cò đây. Đó, tất cả những cây bên em thì mai giảo hạt Thủ Đức. Đó, bông từ 5 tới 12 cánh. Đây, giá 170 ha. Giá 170. Giá đưa ra là bao sống và bọc ship toàn quốc của gì rồi nhưng quý vị. Rồi, mình xuống cây. Rồi, tiếp tục mã số 2 là của em là hai cây của anh chị. Hôm nay thì em có hai cây, một cây, ba cây cũng có luôn. Đó, nói chung là đủ thứ hết. Của anh chị mình vào mình phái cái nào thì cứ dựng alo cho em ha. Để mà rồng lá cho nó thoáng ra cho mình thấy dễ của anh chị. Mã số 2 15 vành. Giá 230.000 một cặp của anh chị. Đó, đế đồ rất là VIP nha anh chị mình ơi. Chị mình chỉnh sửa lại cái là nó đẹp nha. Tại vì em làm có số lượng nhiều á, mình chỉnh sửa nó cũng chưa được tới lắm. Rồi, giá. Giá là 230.000, 2 cây. Rồi, xuống cây. Cái này nặng quá. À, mã số 3. Rồi, mã số 3. Mã số 3 này của em á thì 14 vành luôn anh chị, giá cũng 230 luôn. Tay cành thì cô chú chị mình thấy nó rất là đẹp nha cô chú chị. Cành đều luôn. Để đây có gì. Đế thì một đống luôn ha. Quá cỡ đế. Rồi giá. Giá 230. Rồi, xuống cây luôn. 230.000. Rồi, tiếp tục mã số 4 của em là một cây của chú chị. Rồi. Một cây này của em đây. Một cây này thì 17 quanh, giá 240.000 của chú chị. Dáng thế đẹp. Tay cành đều. Rồi, để đây. Đó, cây bên em này nó đặc biệt nó mạnh lắm chú chị mình ơi. Mới đây mà nó muốn xì được hết á. Xịt vậy đó. Ừ, cô chú chị mình về với cái trồng ok. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục mã số 5, 14 quanh. Cô chú anh chị mình là chốt cây anh em thì mình muốn cho cây mau khỏe mạnh, mau ra thược thì cũng như mình lãi lá hết thì em ha. Khi mà em xếp thì em vẫn để nguyên lá luôn. Rồi, để đây quý vị. Mã số 5, 14 quanh, cô chú anh chị giá 220.000 cho chú anh chị mình ơi. Quá cả đẹp luôn. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục. 6. Mã số 6. Mã số 6 của em thì 13 quanh nữa chú anh chị. Giá 220.000. Cành đều ha. Tại cành đều đang rắc luôn cho mình đây. Rồi, để đây rồi quý vị. Qua cả đế ha. Rồi, 220. 220.000. 13 quanh. Rồi. Quá đẹp luôn. Xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục. Mã số 7, 13 quanh. Giá cũng 220 luôn cho chị. Giá 220.000. Có một cây này đẹp kỳ của chú chị. Tại cành tán ngao. Co đẹp, đế đẹp luôn. Nhỏ gọn đẹp ha. Nhỏ gọn đẹp luôn. À, để đây quý vị. 13 quanh, giá 220.000. Cho một cho hai cây. Cho rồi. Một hai cây mai. Tiếp tục mã số 8 của chú chị. Mã số 8 này của em 11 quanh, giá cũng 200.000 thôi. Giá 200.000. Rồi, để đây quý vị. Này quá cả đế nha cô chú chị. Siêu đế luôn ha. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số tiếp theo luôn. Rồi, mã số tiếp theo là mã số 8 của anh chị mình đây. Cực tay cành đẹp quá ha. Cực tay cành đều. 18 quanh, giá 200 của anh chị. Rồi, để đây quý vị. Qua cái đây. Rồi, xuống cây ha. Xuống cây luôn. Rồi, mặt cây này nặng quá. Rồi, mã số tiếp theo luôn. Mã số tiếp theo là mã số 10 của anh chị. 15 quanh ha. Giá 220. Một cặp mai. Cặp luôn, có 220 mà bao sóng bao ship cho vị là toàn quốc luôn ha. Giá này rất là hời được của mình đây. Cây bên em thì đặc biệt có chú cho mình vào ưng ý mã nào mình chốt chúng em ha. Rồi 220. Rồi xuống cây luôn. Rồi tiếp tục. Mã số 11, 13 quanh giá 230 của chú chị. Hai cái này co đẹp quá của chú cho mình đây. Đây, co với đế của gì ơi. Đế một đống đống không? Rồi, 230 quý vị ơi. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục.
Còn em này, một cặp này thì mã số 12, 14 hoành, giá 240 ngàn đó chú anh chị. Cành đặc kẹo luôn. Là cành ok la luôn. Cái này về mình chơi riêng luôn, nó đẹp không chú anh chị bên đây. À, để đây quý vị. Rồi, xuống cây luôn. Rồi xuống cây. Rồi, lên cây mới luôn. Rồi, tiếp tục. Mã số 13, 18 hoành, giá 250 của chú anh chị. 250 hoành, 250 ngàn mà có 18 hoành luôn nha các anh chị. Cây đẹp luôn ha. Cây cái này mà không chốt nó thôi là thua luôn á, rất là đẹp luôn các anh chị. Mã số tiếp theo. Mã số 14, 17 hoành, giá 230 ngàn các anh chị. Tay cành cũng đặt kẹo trên này. Tay cành cái này chơi vip ha. Bàn xây này nặng quá. Để đây quý vị. Ông đưa rồi, xuống cây luôn. Rồi, dừng lại anh. Rồi, mã số tiếp theo. Tiếp theo là mã số 16 anh chị, 14 hoành ha. Cây này cao bự nha. Chứ gì nào ý thích tông cao bự thì chốt em nói ha. 14 hoành đều rang ha. Giá 240 ngàn đó anh chị. 240 ngàn. Rồi, để đây, chân vòng hai vòng qua cái đế luôn. Đi qua coi cho anh chị. Rồi, 204, hai cây đẹp luôn. Rồi, xuống cây. Rồi, tiếp theo mã số 17 của chú anh chị. 14 hoành. Cái này cặp lùng lực nha chú anh chị. Tay cành đặc kẹo. Tay cành thì cứng ngắt luôn. 240 ngàn của chú anh chị mình đây. Rồi, để đây. Nó nhẹ nhẹ bớt rồi nè. Rồi, xuống cây. Xuống cây. Lên cây mới luôn. Con này là M17 hả? Rồi, lên 18 rồi quý vị ơi. Đi xuống cây. Mã số 18 đó chú chị. 14 hoành ha, giá 250. À quý vị, mình lên không đúng theo thứ tự mã này cái nhân quý vị. Bị sót cái cặp này ha. Mã này là mã 15 của chú chị mình đây. Số 15 là nãy quay chưa có mã số 15 đây. Mã số 15 này đẹp nha anh chị. Số 15 này quý vị. Tay cành lực bự ha, lùng lực luôn. Để quá dữ luôn. Cái này thì 14 hoành đó chú chị, giá 230 ngàn. 230 ngàn. Mã số 15 của chú chị. Mã số 15. Thế anh chị mình lưu ý giùm em ha. Tại cái này là mã số 15, còn hồi nãy là mã số 17. Rồi. Nó bị nhảy qua một cái của chú chị. Rồi, xuống kê luôn. Rồi mình lên mã số tiếp theo đây quý vị ơi. Tiếp theo là mã số 18. 18 đây. Tiếp tục để tiếp tục ha. Mã số 18 này có em 14 hoành của chú chị, giá 250 ngàn của chú chị mình đây. Cái này quá đẹp luôn ha. Tay cành cũng đều. Cò lắc như đế nó đây quý vị. Xuống cây nè. Rồi, xuống cây. Rồi, mình lên 19 luôn. Rồi, tiếp tục mã số 19 của chú anh chị mình đây. 14 hoành ha. Đặt ở trên nè, 14 hoành. Quá cỡ tay cành luôn của chú anh chị mình đây. 240 ngàn. Rồi, cái này bộ đế là gom rất là đẹp của chú anh chị. Co lắc cũng đẹp luôn ha. 14 hoành một cặp chỉ có 240 ngàn thôi. Xuống cây luôn, để đẹp luôn, tay cành đều luôn. Rồi, em tiếp tục mã số 20. Rồi, 20 đây quý vị. Này cũng 14 hoành của chú anh chị, giá 240 ngàn luôn. Tay cành cũng đặc luôn ha. Tay cành ok la luôn, co lắc đẹp luôn. Rồi, co lắc như để đây. Thế thì mỗi cây mỗi vẻ của chú anh chị. Rồi, xuống cây luôn à quý vị. Rồi, tiếp tục mã số 21 nha chú anh chị. Một cặp lùng lực. Cái này hoành nó bự lắm của anh chị, mà tại em tính nó bù qua chế lợi tính 15. Mã số 21 hoành 15, giá 240 ngàn đó chú anh chị. Để đây. Qua cả đế ha chú anh chị. Rồi, xuống cây luôn quý vị ơi. Đó, 24, tiếp tục mã số 22 là một cặp trực. Một cặp trực này của em 17 hoành của anh chị, giá 230 ngàn. Rồi, để đây rồi quý vị. 230 ngàn chú anh chị. Mã số 22 ha. Hoành 17. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục là mã số 23 của anh chị. 23. Mã số 23 này 16 hoành, giá 260 ngàn của chú anh chị mình đây. 260 ngàn cho mã số 23, 16 hoành. Để đây quý vị. Cái này đế rất đẹp luôn chú anh chị. Rồi, xuống cây luôn, 260 một cặp. Rồi, tiếp tục mã số 24 của chú anh chị. 14. Mã số 24 này của em là 14 hoành. Đó, tay cành đều luôn ha. Mã số 24, 14 hoành, giá 240 ngàn của chú anh chị.
À, để đây quý vị. 240.000 ha. Rồi, xuống cây luôn. Đặt kẹo luôn. Rồi, mã tiếp tục là mã số 25 của anh chị mình đây. 25 của em là một cặp trực nha. Trực này tay cành cũng vip luôn ha. Mã số 25 17 của anh, giá 320.000 của chúng chị mình đây. 320.000 một cặp trực. Tay cành vip luôn. Để đây. Để cái này về mình không có chơi thì mình cắt bỏ cái gì. Mình lấy cái tầng ra dưới cho nó để nó nôm xuống ha. Thì nó sẽ đẹp hơn. Trong nó còn cụm. Trong có một cụm nhiều lắm của chúng mình đây. Để quá cả đế mà. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số 26 của chúng chị. Tay cành đặt kẹo luôn. Nó hơi bye bye ha, tay cành đặt 15 quành. Giá 230.000 cho anh chị mình đây. Rồi, để đây rồi quý vị. 230.000 một cặp. Mã số 26 15 quành. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục mã số 27 của chúng chị. Rồi, cặp ở đây. Mã số 27 một cặp 16 quành, giá 230.000 luôn cho anh chị mình đây. 16 quành nằm đo cây bự nha các chú anh chị. Thì nó hai cây, cây bự cây nhỏ ha. 230.000. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số 16. Ủa lộn, 16 quành 2, mã số 27. Rồi, tiếp tục. Một em này mã số 28, 3 cây. 13 quành. Giá là 220.000 các chú anh chị. 223 cây. 223 cây luôn. Cây co lắc đẹp luôn các chú anh chị. Đó, đọc không? Tiền ship nó hết 150. Rồi, xuống cây. Rồi, tiếp tục mã số 29 của chú chị. 14 quành ha, giá 240.000. Tay cành đặt luôn. Tay cành là ok la co lắc đẹp luôn chú chị. Những dòng cây này để đây quý vị. Đưa ra cái mức giá rất là ok luôn. Chú anh chị mình tranh thủ mình chốt ha, chốt một vài cặp đem về mình chơi của chú chị. Giá mềm mại mà. Rồi, anh giá hơn 100 xíu. Giá 24 ha. Giá 24. Hai cây. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, em lên một cặp. Hình trái tim. Mã số 30, quành 14. Giá 240.000 cho anh chị. Cái này về của chú mình chơi cặp bài cũng đẹp ha. Bài bài cũng đẹp. Mã số 30 14 hoành 240.000 cho anh chị. Rồi, xuống cây luôn. Cho nó lên trên chút xíu ha. Được chưa? Được. Rồi, mã số 31 của chú anh chị. 14 hoành của chú anh chị mình đây. Giá 220.000. Mã số 31 cho chú anh chị. 14 quành ha, giá 220. Rồi, để đây quý vị. Để hai này để đặt luôn ha. 220 hai cây luôn. Quá mềm mại ha chú anh chị. Rồi, xuống cây luôn. Em tiếp tục lên một bộ ba cho chú anh chị chốt ha. Bộ ba này đế quá cả đế luôn. Bộ ba này là mã số 32. 13 quành của chú anh chị, giá 220. Đây để đặt luôn nè. Đó, ba cây về 220 đấy. Cái này á của chú anh chị về chứ khó mình sắp đế nó ra của chú anh chị. Rất là đẹp ha. Nó sắp đế của chúng mình, sắp đế xong của chúng mình trồng trùm bọc lại ha, là nó sống hết à. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số 233 nha các chú anh chị. 14 quành ha, giá 230.000. À, coi em kìa, tay cành dữ ha. Cái này tay cành một cây nó là dư của chú anh chị. Một cây đó là dư 230 luôn á. Để nè. Em này để gom đẹp nè. Mã số 33 14 quành. Rồi, 230.000. Xuống cây luôn. Lại tiếp tục lên một cặp đẹp nữa nè anh chị mình đây. Mã số 34 quành 15, giá 240.000. Tay cành này của chúng mình khỏi lo ha. Rồi, để nó đây. Đặt luôn. Để thì quá cả đế luôn. Giá cực kỳ dễ thương luôn cho cô chú anh chị mình chốt ha. Rồi, xuống cây luôn. Rồi tiếp tục mã số 35 quành 13, giá 220 cho anh chị. Cặp này có lắc đẹp đó quý anh chị. Này cô chú anh chị nào yêu thích tông cao ha, chốt cặp này về để dành chơi. Để đây quý vị. Chỉ có giá có 220.000, 110.000 một cây, bao ship mình tới ngõ rồi. Là cô chú anh chị thấy nó cái cây nó không còn bao nhiêu tiền nữa chú anh chị. Rồi, xuống cây luôn. Gì vậy? Gì vậy? Rồi, xuống cây. Rồi, tiếp tục mã số 36 của chú chị. Quanh 15 ha. Đó, này em lại lá cho bớt cho chú anh chị mình thấy cái chi cành ha.
Mã số 36 hoành 15 giá 240.000 cho anh chị mình đây. Rồi, coi như đế nó quý vị. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục mã số 37 cho anh chị. Hoành 15 ha, giá 240 luôn. 240.000 cho mã số 37. Hoành 15. Rồi, để đây rồi quý vị. Cò để đẹp qua đây. Qua cả đế hả chú anh chị? Rồi, 240.000. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục lên mã số 38 chú anh chị. Rồi, mã số 38. 38 này 15 hoành luôn. Giá 240.000 luôn chú anh chị. Cặp này lùng lực đẹp nha chú anh chị. Một clip em lên 40 cây, 40 cặp nha chú anh chị. Này 38 là 39 40 là em kết thúc ha. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục mã số 39. Đó, một cặp tay cành đều răng rắc hết cho anh chị. Hoành 14. Giá 240.000 luôn. Mã số 39 nha cho anh chị. Rồi, để quý vị. Quá cỡ đấy thôi cho anh chị. Đế gì mà nó quá cỡ luôn. Rồi, rồi xuống cây luôn. Để em lên này cặp này 40. Cô chú anh chị nào vào xem là đăng ký hợp nào cây nạp cặp nào thì mình cứ việc alo em nha cô chú anh chị. Cây bên em thì đặc biệt giá rất là hời rồi, em không có bớt được ha. Nên mình cứ vào xem đăng ký hợp hàng hợp nhãn mình chốt. Mã số 40 hoành 13 giá 240.000 cho chú anh chị. Rồi, 240.000 rồi. Cây luôn. Cặp này cũng là cặp cuối clip em ha. Clip em thì giống như thường lệ em cũng rất mong cô chú anh chị vào clip xem đăng ký hợp nhãn, nhớ cho em một like. Rồi xong cô chú anh chị mình hợp nhãn thì alo cho em. Rồi, xin phép kết thúc và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình clip sau. Rồi, xuống cây luôn.